Chúng tôi đến với nhau thì may mắn, thì chúng tôi đã yêu thương nhau và làm hết những gì có thể và là chỗ dựa cho nhau những lúc vui cũng như những lúc buồn. Và chúng tôi sanh ra vào năm 2012, chúng sanh ra được một cậu quý tử mang tên Quỳnh Hằng Hữu. Đặt cái tên Quỳnh Hằng Hữu ở đây, họ Quỳnh là họ tôi, Hằng là tên bà xã tôi, Lốt và Hữu là tên con trai, là ý nói là Hằng Hữu là có mãi, còn mãi. Và chúng tôi quyết tâm xây dựng cho cậu bé này là một cậu bé trong tương lai sẽ hy sinh phục vụ cho cộng đồng. Nên vợ tôi có đề nghị và nói chữ suối về quá không góp ý, thì thôi chúng ta không thiếu, thì tất cả những gì chúng ta đang có coi như của bà Thách, và hình thành lên một cái quỹ gọi là quỹ từ thiện Hằng Hữu từ là năm 2014, và tất cả lợi nhuận đang hoạt động của công ty cổ phần Đại Nam dành 100% để phục vụ cho quỹ từ thiện, để phục vụ cho cái chương trình mổ tim gọi là chương trình trái tim Hằng Hữu. Và không có một cái điều kiện gì khác, chỉ mong cầu cho các cháu được khỏe mạnh. Và đó là một cái hình ảnh chúng tôi vợ chồng tôi xem đó là những giống như những người con cháu của mình, biết đâu nhiều đời nhiều kiếp đó là gia đình và dòng họ là bà con là thân nhân mình, để mình dễ cái chia sẻ đó.